Xin chào tất cả các bạn, tôi là Loan Duyên. Chúng ta hãy cùng đến với bài thiền yêu thương nhiều hơn để cùng nhau vượt qua đại dịch này. Bài thiền trái tim giúp chúng ta cảm nhận và lan tỏa năng lượng yêu thương, giúp bạn thư thái và chữa lành những nỗi đau khổ trong cuộc sống. Tìm nơi thoáng mát, yên tĩnh, bạn nằm thả lỏng hoặc ngồi thẳng lưng, hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Hãy hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Thư giãn và thả lỏng toàn bộ cơ thể bạn được thư thái. Hít sâu. Nhận như bạn đang nằm dài trên một bãi biển tràn đầy nắng, gió và buổi sáng sớm. Hãy cảm nhận ánh mặt trời ấm áp, cảm nhận gió biển hãy thổi mang theo sự mạnh mẽ bao la của biển cả. Bạn hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Toàn thân bạn êm ái, thả lỏng. Bạn đang được nghỉ ngơi và thư giãn hoàn toàn. Hãy đặt một tay lên bụng và một tay lên trái tim. Cảm nhận từng nhịp hít thở qua đôi bàn tay, qua chính cơ thể của bạn. Bạn hít vào, năng lượng tràn ngập và thở ra, năng lượng lan tỏa. Cứ như vậy, hít vào sâu và thở ra thật chậm. Cảm nhận từng nhịp đập của trái tim. Trái tim của bạn đang đập nhịp nhàng, mạnh mẽ và tràn đầy sự yêu thương. Hít vào và thở ra nhẹ nhàng. Dần dần bạn quay trở về với trái tim của mình, cảm nhận nhịp đập, cảm nhận luồng máu chảy. Cứ như vậy, bạn đang ở trong tim của mình. Hít sâu và thở ra nhẹ nhàng. Hãy cảm nhận trái tim của bạn thật mạnh mẽ, năng lượng lan tỏa. Cảm nhận cơ thể buông lỏng hơn nữa và bạn hoàn toàn đang ở sâu trong tim mình. Giờ đây, bạn đang đi sâu vào tim, sâu hơn nữa, sâu hơn nữa. Cảm nhận dần những thông điệp mà trái tim đang mang đến cho bạn. Cảm nhận trong tim bạn có cả những nỗi buồn, sự đau khổ, những cảm xúc vướng mắc khi đi vào trái tim. Mọi điều đang biểu hiện dần. Bạn hít vào thật chậm và thở ra thật đều, thật nhẹ và thật êm. Hãy để cho trái tim mình lên tiếng. Cứ như vậy, với từng nhịp hít thở, năng lượng tràn đầy khi bạn hít vào, những nặng nề và tiêu cực được buông dần đi với nhịp thở ra. Bạn tiếp tục hít sâu để đi vào trái tim mình. Từng nhịp hít thở nhẹ nhàng và sâu lắng. Dần dần cảm nhận ở sâu trong trái tim, bạn đi vào tâm điểm và rồi mở ra một trường năng lượng sáng rực rỡ, mạnh mẽ, thẳm sâu và lan tỏa. Bạn trở về với tâm của trái tim mình, trở về với cốt lõi, với cái
Đến tất cả vũ trụ này.